Công an quận Hải Châu sơ kết một năm triển khai thực hiện quyết định 839 của Giám đốc Công an thành phố về phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, phân công trách nhiệm điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng khác thuộc Công an thành phố Đà Nẵng. Năm qua, trên địa bàn quận Hải Châu đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 8 người, đã xử lý 2.587 trường hợp. Qua một năm triển khai thực hiện quyết định 839, Công an quận Hải Châu đã giải quyết đúng quy trình, thực hiện các hoạt động cấp cứu nạn nhân và tiến hành bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông trên địa bàn quận. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hải Châu tương đối mỏng so với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn là quận trung tâm, thường diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nên kiến nghị Giám đốc Công an thành phố trong công tác phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc phòng cảnh sát giao thông phụ trách để đảm bảo tính liên hoàn, liên địa.